Vâng, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em ha. Tôi là mới Invest, đây là kênh YouTube về những đầu tư chứng khoán như là chia sẻ về kỹ thuật của em liền chung hiện tại như là các mã cổ phiếu như thị trường để giúp cho các anh chị chúng ta có thể đầu tư được hiệu quả hơn. Thì hôm nay em cũng xin làm một cái video review nhanh về thị trường chúng ta trong phiên ngày 3 tháng 3 để cho các anh chị chúng ta nắm rõ hơn về cái sự vận động của thị trường nó đang ở như thế nào. Thì trong những cái video vừa qua thì em cũng đã liên tục em cũng luôn đưa ra những cái kịch bản để các anh chị chúng ta nắm rõ được cái xu hướng vận động của thị trường nó đang diễn ra như thế nào. Và nếu như mà các anh chị chúng ta có tham gia trong cái room cộng đồng cũng như là room khách hàng của em thì em luôn tư vấn sẽ nó kỹ hơn. Thì để mà vào được cái room cộng đồng thì đây là cái room cộng đồng em hỗ trợ cho các anh chị nhà đầu tư ha. Đây là room cộng đồng free này để các anh chị chúng ta giao lưu cũng như là em cũng sẽ cập nhật những cái sự vận động của thị trường ở trong room này. Rồi còn nếu mà các anh chị chúng ta muốn về làm khách hàng của em thì chúng ta sẽ mở tài khoản. Bây giờ em tới quản lý với số vốn tối thiểu là khoảng 100 triệu này hoặc là đóng phí theo tháng ha. Rồi thì chắc chắn rằng là cái việc mà mua bán thì em sẽ ưu tiên hơn cho các anh chị trong room khách hàng đấy. Trong trong những cái nhịp vừa qua mặc dù rằng là thì chúng ta đi ngang nhưng mà em vẫn sẽ tìm ra được những cái mã cổ phiếu nó có cái điểm mua tốt cũng như là những cái tín hiệu mà nó chuẩn bị nó chạy thì em sẽ cho giải ngân đấy, như hôm qua có BMB với KSB này đấy, và hầu như là hai mã cổ phiếu này KSB và hôm qua cũng có thêm TP Bank nữa ha. Hôm qua trong cái video ngày hôm qua em cũng đã có nói thêm TP Bank đây. KSB tích lũy gần vùng đỉnh cũng tương đối là ổn và ngày 23 tháng 2 là bắt đầu có cái dòng tiền lớn nó vào nó đánh rồi này. Thì hôm qua em cho giải ngân ở đâu đó điểm 34. Đấy, và hôm nay T1 một cái là nó chạy luôn và sau đó là tiến vào lại được gần vùng đỉnh. Và có cái tín hiệu chốt lời nhẹ ở vùng này là hoàn toàn bình thường và em vẫn kỳ vọng là nó sẽ vượt được cái vùng 36 này thì em sẽ cho tiếp tục gia tăng đối với mã cổ phiếu KSB. Thì nhìn chung đây cũng là cái mã cổ phiếu cực kỳ là tốt cũng như là cái nhịp trước nó đã rũ về rất là mạnh đây các anh chị thấy không ạ? Một cái biên độ rũ về rất là mạnh cho nên là ai ói hàng thì cũng đã ra hết rồi đúng không? Đấy. Thì nó cái việc mà nó đẩy lên lại và cái dòng tiền vào trở lại thì nó sẽ kéo lên rất là nhanh nhá. Thì đây cũng là cái mã cổ phiếu rất là tốt để cho các anh chị chúng ta tham khảo. Rồi ngoài ra có thêm BMB, hôm nay BMB thì hơi 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 đáng thất vọng một chút xíu bởi vì hôm qua là phiên vượt đỉnh của nó, phiên vượt đỉnh của nó với cái vol cực kỳ là lớn như thế này. Nhưng mà phiên ngày hôm nay thì đáng nhẽ là phiên buổi sáng mà nó đóng cửa trên mức giá 66 thì nó sẽ rất là ok hơn. À, nhưng mà buổi chiều thì lại bắt đầu đơ lệnh cho nên là không có lệnh nào vào đỡ và nó lại đóng cửa ở mức chỉ có tăng nhẹ 0.3% thôi. Nhìn chung là cũng đâu đó vẫn đang lãi chứ không phải là không lãi, nhưng mà không có đạt đúng cái kỳ vọng của em đối với mã cổ phiếu này ha. Rồi thì chúng ta qua đến cái việc mà về lại cái thị trường chung nó như thế nào. VN-Index hôm nay của chúng ta đóng cửa và nó xanh điểm. Các anh chị thấy là trong phiên nó liên tục nó nhập diều. Đây em sẽ bật cái chart 15 phút đi. Đây. Chart 15 phút trong ngày hôm nay luôn luôn nhập diều lên xuống này, hôm nay đánh tàu lượng còn kinh khủng hơn hôm qua nữa. Đây, ha, cứ lên xuống mà các anh chị thấy rằng là những cái lệnh mà nó đỡ ở những cái vùng thấp 1180 ở dưới đây rất là nhiều và cái lượng cầu vào vẫn đang rất là nhiều, nó cho thấy được rằng là cái tâm thế cũng như là cái động thái mà nhà tạo lập họ ở đây họ muốn nói là gì, họ đang muốn gọi là vẫn đang tiếp tục test nhanh những cái lượng cung cầu ở ngay trong phiên bằng những cái việc mà đánh đảo thị trường liên tục lên xuống đây ha. Các chị thấy mà cứ lên rồi xuống, cứ lên rồi xuống là liên tục như vậy thì nó đang kiểm tra cái lượng cung hàng trên thị trường nó như thế nào. Thì hôm nay cũng có một số các anh chị chúng ta nói với em là các mã cổ phiếu Penny nó đang dậy sóng thì không biết là có quá là nguy hiểm hay không. Thì nhìn chung là đoạn này là chúng ta hãy hiểu đơn giản là như thế này. Thì các anh chị thấy được rằng là những cái giai đoạn phía trước và tuần trước đi và những cái tuần trước thì những mã cổ phiếu trụ cũng như là những mã cổ phiếu ngân hàng thì nó đã chạy lên rất là mạnh đúng không ạ? Đấy, thì đến lượt bây giờ là gần ở vùng đỉnh như thế này thì cái dòng tiền nó phân hóa, thì khi mà các mã cổ phiếu ngân hàng trụ rồi các mã cổ phiếu tăng trưởng tốt nó bắt đầu nó có nhịp nó chững lại nó tích lũy thì đến lúc đó thì cái việc mà các mã cổ phiếu penny nó thu hút được cái dòng tiền là hoàn toàn dễ hiểu thôi ha.
Bởi vì tụi nó vốn nó nhỏ mà, các anh chị chúng ta chỉ cần đổ vào một chút xíu là chúng ta có thể là đẩy được cái mã cổ phiếu nó trần rồi. À, như là Vote cũng vậy này. Đấy. Rồi TTF này. Đó. À, là những cái mã cổ phiếu mà là penny thì chỉ cần đổ một cái lượng tiền nhỏ thôi thì đã gây đã đánh trần được như thế này rồi, thì hoàn toàn chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải quá là bất an đối với thị trường chung hiện tại. Đó. Rồi còn ở thời điểm hiện tại thì hôm nay cái vol của chúng ta đâu đó đạt tầm trên 584 triệu cổ phiếu. Đạt trên 584 triệu cổ phiếu và lúc 2 giờ chiều là cũng bắt đầu ngãn lệnh rồi. Thì cái việc mà hôm qua là em cũng có nói là bắt đầu có những cái việc mà thông qua là tăng cái lô lên 1.000 cổ phiếu, thì bác Hưng SSI cũng có nói cũng có bình luận về cái việc mà tăng lô lên 1.000 cổ phiếu là lựa chọn khả dĩ nhất. Đấy. Thì chuyện này nó cũng rất là bất cập và cũng như là gặp vấp phải những cái ý kiến trái chiều từ các nhà anh chị nhà đầu tư. Bởi vì sao? Thứ nhất nha, là các anh chị chúng ta với cái số vốn nhỏ thì là các anh chị chúng ta sẽ không có tham gia được một số mã chứng khoán, mà hình như em cũng có đọc ở các bài báo rằng là nếu mà tăng lên lô 1.000 như vậy thì có khoảng 36% cổ phiếu 36% cổ phiếu trên thị trường Hồ Chí Minh, trên sàn Hồ Chí Minh thì các anh chị nhà đầu tư sẽ không không tiếp cận được, bởi vì nó có một cái mức giá là khoảng tầm từ hơn 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 giá 100 thì phải. Cho nên là các anh chị chúng ta sẽ không có tiếp cận được và không có mua được với cái một cái số vốn nhỏ. Thì suy ra rằng là cái việc mà thanh khoản nó bị tụt và nó sẽ tập trung vào các mã nhỏ nhỏ hơn rất là nhiều. Đấy. Và ngoài ra nếu mà các anh chị chúng ta biết được rằng là hôm qua VTV nó cũng có nói, hôm qua VTV nó cũng có nói rằng là bên sàn Hà Nội ấy thì đang có khoảng hoạt động trên sàn Hà Nội nó có khoảng là 356 mã, 300 năm mấy mã đấy. Nhưng mà một ngày có thể chịu được tới 20 tới 30 triệu lệnh một ngày. À, có nghĩa là những cái lệnh mua bán trong một ngày của sàn Hà Nội nó tới 20 cho tới 30 triệu. Nhưng mà nghịch lý một chỗ ấy là bên sàn Hồ Chí Minh thì lại chỉ có nhận được 900.000 lệnh một ngày thôi. Thì em cũng không biết là tại sao có một cái sự chênh lệch quá lớn như vậy, nó gấp tới 20 30 lần. À, các anh chị thấy không ạ? Em cũng không hiểu tại sao, nhưng mà hầu hết là nếu mà các anh chị chúng ta thấy rằng là hầu hết là doanh nghiệp nào cũng muốn thúc đẩy việc mà nhanh mà cái quá trình mà chuyển sàn qua sàn HSX, nhưng mà bây giờ thì lại cái hệ thống của sàn HSX thì nó lại quá là yếu kém hơn so với sàn Hà Nội. Đấy, và ngoài ra hôm nay cũng nhận thêm được cái yêu cầu của Ủy ban chứng khoán là chuyển ngược lại từ sàn Hồ Chí Minh về lại sàn Hà Nội này. Đấy, thì các anh chị chúng ta thấy được là cái sự bất cập và cái sự quản lý phải nói là có phần yếu kém đến từ từ Ủy ban chứng khoán cũng như là lãnh đạo sàn chứng khoán, đúng không ạ? Đấy, thì cái này thì chúng ta là nhà đầu tư nên chúng ta chỉ đóng góp ý kiến cũng như là đánh giá thôi. Còn cái việc mà các anh chị lãnh đạo của ủy ban rồi ông tổng giám đốc ông Lê Hải Trà, những cái giải pháp cũng như là những cái biện pháp và để khắc phục những cái tình trạng này, hay là mời chuyên gia Hàn Quốc cũng như là chuyên gia Thái Lan gì đó, thì là chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc trong cái việc mà điều hành thôi ha, chúng ta chỉ có thể nói ra được ý kiến của mình thôi. Đấy, và chúng ta phải gọi là nương theo thôi ha. Rồi, thì đó là những cái vấn đề xung quanh thị trường chúng ta. Đấy. Rồi thì cái việc mà hôm nay thì chúng ta đóng cửa tại 1.186 điểm như này vẫn tiếp tục đang có một cái sự gọi là giằng co chỉ số ở vùng gần 1.200. Thì cái vấn đề ở đây nó giống như khá là giống như cái vấn đề mà khi mà thị trường chúng ta tiến về lại gần những vùng đỉnh, đúng không ạ? Tiến em cũng đã có nói rất là kỹ rồi, tiến về lại những cái vùng đỉnh thì cái việc mà nó giằng co như thế này là rất là cao. Đây các anh chị thấy mà, những cái vùng như thế này này. Đây ha, những cái vùng gần vùng đỉnh nó sẽ như thế này. Đấy, hay là những cái vùng như thế này. Đó. Các anh chị thấy không ạ? À, các anh chị thấy cái phiên ngày hôm qua rất là giống cái phiên ngày 10 tháng 11 đúng không? Và phiên ngày hôm nay cũng khá là giống với cái phiên ngày 11 tháng 1.
và những ngày sau nó có những cái tín hiệu nó tăng, nhưng mà vẫn chưa hết, nó vẫn phải thêm rũ thêm một cái cây rất là ghê gớm, là cái cây này rất là nhiều người bị mất hàng này, đặc biệt là cái cây này đóng cửa thấp nhất phiên là cho thấy là nó cực kỳ là xấu, thì rất là nhiều các anh chị chúng ta bị mất hàng trong cái phiên này. Nhưng mà sang ngày hôm sau nó lại kéo ngược trở lại 18 điểm. Đó, các anh chị thấy được rằng là cái sự biến hóa rất là khó lường khi mà thị trường của chúng ta nó ở gần vùng đỉnh dưới này. Và hôm qua em cũng đã nhấn mạnh với các anh chị là chúng ta phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh ở cái vùng đỉnh dưới này. Thì hôm qua nếu như mà các anh chị ta cảm thấy rằng là hôm qua đội nào, các anh chị nào cầm tiền là chúng ta sẽ cực kỳ là hưng phấn và chúng ta mua đuổi, là chúng ta lao vào, chúng ta lao vào như một cái con thiêu thân để mà các anh chị chúng ta mua cho bằng được cái mã cổ phiếu và để đón chờ cái việc mà nó vượt đỉnh. Thì đó chính là những cái việc mà rất là sai lầm, đúng không ạ? Những cái việc mà rất là sai lầm. Thì hầu như mà hôm qua ai mà mua phiên buổi sáng thì coi như đều là hôm nay là rất là thấp thỏm và lo lắng lo âu, không biết hàng có về thì là nó có lõm sâu hay là không đấy. Thì đó chính là cái bước mà các em cũng đã nói là chúng ta phải luôn giữ một cái đầu lạnh và chúng ta phải quản trị cái rủi ro của mình và quản trị cái rủi ro danh mục của luôn một cái mức an toàn đấy. Thì bản thân em thì đoạn này em cũng không có khuyến nghị cho các anh chị chúng ta sử dụng một lượng lớn margin đâu, luôn giữ cho cái lượng margin của trong tài khoản ở hiện tại chỉ tầm khoảng tối đa là khoảng 20 cho tới 30% thôi ha. Và danh mục em đã lên cho các anh chị khách hàng ấy thì em vẫn sẽ luôn giữ và chờ vượt đỉnh, chứ hiện tại là vẫn chưa có khuyến nghị mua bán bán cái mã nào cả, chỉ khuyến nghị mua thôi, chứ hiện tại vẫn khuyến nghị cho các anh chị chúng ta nắm giữ, tiếp tục nắm giữ. Đấy, hay như HBG này. Đấy, hay như HBG là hôm nay em vẫn còn tiếp tục giữ chứ vẫn chưa có cái động thái mà bán ra khi mà cái cổ phiếu này nó đã vượt được cái đỉnh thời đại của nó ha. Rồi thì nhìn chung là cái tín hiệu ngày hôm nay của HPG nó cũng không có việc gì mà nó có tín hiệu xấu cả. Cái việc mà nó kéo xả, kéo xả như như các anh chị chúng ta đang lo lắng thì nó cũng không có diễn ra. Hôm nay volume cũng tương đối là ổn ha, cũng tương đối là ổn và nó vẫn thuộc cái kiểu mà đã vượt được cái vùng đỉnh rồi. Thì khi mà ở vùng đỉnh như này nó sẽ hấp thụ lại cái lượng cung mà chốt lời. Hôm nay em thấy là đều đã hấp thụ một cái lượng cung lại rất là tốt và giữ được quanh cái mức tham chiếu là ok ha. Rồi Techcombank thì sao? Hôm nay Techcombank cũng tương tự như vậy. Hôm nay Techcombank cũng là cái phiên test cung với cái khối lượng tương đối thấp này. Hôm nay là nhìn chung rằng là các mã cổ phiếu trong VN30 đều có những cái phiên những cái nhịp mà nó đang hấp thụ lại cái lượng cung cũng như là test cung lại ở trên cái vùng đỉnh như thế này. Em đánh giá rất là tốt nha. Nào, Techcombank này, đây chúng ta sẽ xem qua một số các mã khác như có ACB này, các anh chị thấy hôm nay hấp thụ cái lượng cung rất là tốt đúng không ạ? Rồi CTG hôm nay có tiền vào nhưng mà tiền vào nó vẫn chưa có thể nào mà đánh dứt khoát. CTG thì hôm nay vẫn có tiền vào nhưng mà vẫn chưa đánh dứt khoát để vượt khỏi cái vùng đỉnh này. Thì khi mà nó tiến về lại vùng đỉnh này thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó tích lũy lại quanh quanh đây. Rồi có thêm hôm nay chúng ta đi tiếp tới HD Bank. Hôm nay HD Bank cũng tương tự là lên và cũng bị gặp áp lực chốt lời đâu đó ở quanh vùng gần vùng đỉnh của nó. Thì đây cũng là những cái động thái rất là bình thường của mã cổ phiếu này. Về lại gần vùng đỉnh thì cái áp lực chốt lời là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Thì việc mà khi mà nó lên đây thì nó sẽ phải tích lũy lại ở trên vùng này gần vùng đỉnh ha. Rồi hôm nay có liên việc Post Bank hôm nay cũng điều chỉnh giảm nhẹ sau cái phiên gọi là phiên bắt đầu từ cái vùng nền này ha. Những anh chị nào mà đã mua được từ những cái vùng nền này hôm nay lên đây các anh chị chúng ta chốt này đã được 10%. Thì cũng đâu đó 10% đúng không ạ? Đây các anh chị thấy rất rằng là nếu như mà phiên ngày mai
nó có một cái sự mà nó là cái phim bùng nổ mà vượt đỉnh như thế này, nó test lại cái lượng cung và test lại cái gap ở vùng 15.7 mà nó không có thủng ấy, thì cái việc mà nó sẽ có những cái nhịp mà nó hướng lên giống như thằng ACB cái giai đoạn đây ha. Đây, như thằng ACB lại test lại cái gap này. T3 về của phim bùng nổ là test lại cái gap. Đấy, và không có bị thủng cái vùng này. Thì các anh chị thấy rằng nó sẽ còn tiếp tục đánh lên. Đấy, và cái volume nó cũng tương đối là thấp này. Đó. Thì Liên Việt cũng vậy. Đấy, Liên Việt cũng vậy ha. Thì các anh chị chúng ta tiếp tục nắm giữ đối với lại Liên Việt chứ không việc gì mà chúng ta bán ra cả. Đó. MB thì sao? MB cũng tương tự như vậy. MB đã vượt được cái đỉnh này thì nó sẽ đi ngang cái vùng này một chút thời gian, nó tích lũy lại. Nó tích lũy lại và nó vẫn giữ trên được cái vùng 28, hay nếu như mà có những cái biến động trong phiên ngày mai thì nó test lại cái vùng 27.6, 27.5 để nó có thể tiếp tục nó vượt được lên. Và cái target em vẫn đề ra đối với lại MB sẽ là vùng 29 tới vùng 30 nhé. Rồi, STB. STB hôm nay có một cái sự điều chỉnh giảm sau khi mà gần như đã về lại gần cái vùng đỉnh, mà về lại gần cái vùng phục hồi thứ nhất của mã cổ phiếu. Lên đây vẫn bị áp lực chốt lời tương đối lớn và chưa có hấp thụ lại hết cái lượng cung ở đây. Thì cái việc mà STB nó sẽ đi ngang vùng này đã rất là cao này. Nó sẽ đi ngang lại vùng này rất là cao ha. Để các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý. Rồi, tiếp theo. Techcombank thì hôm nãy em nói rồi, nó sẽ đi ngang vùng này hoặc có thể là nó sẽ tích lũy lại ít phiên nữa để nó có thể tiếp tục nó vượt đỉnh thôi, để nó tiếp tục nó tăng lên và nó sẽ tạo những cái đỉnh mới. Hôm nay Tiên Phong Bank cũng bị áp lực chốt lời nhưng mà không thật là nhiều, nhưng mà cũng không có một cái lực cầu vào đỡ đủ tốt để mà cổ phiếu này nó giữ ở mức giá xanh và trên vùng giá 30 thì cũng khá là đáng tiếc. Nhìn chung là cứ lên vùng, tại vì con này hôm nay cũng gặp áp lực chốt lời cũng bằng 1/3, 1/3 so với phiên bùng nổ ngày hôm qua. Thì hàng cũng tương đối là khá là nhiều đối với mã cổ phiếu như TPBank này. Đấy. Hôm qua các anh chị chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ thôi, bởi vì hôm qua là phiên bùng nổ với khối lượng lớn mà. Chúng ta cứ đợi T3 của cái phiên này về, chúng ta sẽ xử lý đối với mã cổ phiếu này. Đấy. Rồi, VBank hôm nay vẫn rất là mạnh và VBank đã tiếp tục vượt được cái đỉnh này của mình đó, các anh chị thấy không ạ? VBank thì không phải nói nữa rồi. Nhìn chung là VBank là hôm nay là vượt đỉnh nhưng mà vô nó không đạt thì khả năng mai nó có test lại vùng 41 là cũng là điều dễ hiểu thôi ha. Mai khả năng nó có sự test lại vùng 41 để các anh chị chúng ta có thể là gia tăng hoặc là có thể là xem xét chúng ta mua mới nha, vùng 41. Đây, nếu là nó có test lại vùng 41. Đoạn này thì Vietcombank em vẫn chưa có những cái đánh giá tích cực đối với lại Vietcombank, thì đây cũng là cái mã cổ phiếu vẫn đang cái kiểu mà nó vận động nó khá là khó chịu ha, khá là khó chịu, thì em cũng chưa có vội mà tham gia đối với mã cổ phiếu này. Rồi VIP thì hôm nay cũng có một chút gì đó nó điều chỉnh và nó giảm này. Đấy. Thì các anh chị chúng ta cũng lưu ý là nếu như mà nó có quay về nó test lại cái vùng 42 này. Và nó không có giữ được ở trên vùng 42.5 thì các anh chị chúng ta nên chốt lời đi, bởi vì nó cũng đã tăng rất là thốc từ những cái điểm mua và cũng như những cái vùng đáy rồi. Đấy. Nó cũng tăng rất là mạnh rồi ha. Rồi chúng ta qua đến dòng dầu khí, hôm nay dòng dầu khí có BSR. BSR hôm nay cũng tăng tương đối là ok. Nhìn chung là không tăng mấy và vẫn đi ngang và vẫn đang hấp thụ lại cái lượng cung. Chốt lời này, hôm nay phiên này áp lực chốt lời ít hơn hôm qua. Đó, thì các chị chúng ta đợi cái phiên T3 của cái cây bùng nổ này để coi nó về là nó có bị chốt mạnh hay không. Thì nếu mà không bị chốt mạnh thì em nghĩ là cái target khoảng tầm 15 là rất là khả thi đối với lại mã cổ phiếu này nhé. Rồi, chúng ta tiếp đến BVD. Hôm nay dòng dầu khí thì giá dầu nó lại giảm cho nên là nó tác động khá là tiêu cực đối với lại BVD và BVS. Đấy, các anh chị thấy được rằng là nó vẫn đang có những cái xu hướng là gọi là tích lũy lại ở vùng đỉnh thôi, nó vẫn chưa có những cái tín hiệu mà nó đánh lên. Ở vùng này là khăn BVD nó lại biến động khá là lỏng lẻo này. Các anh chị thấy không ạ? Cứ mở cửa đóng cửa cái biên độ nó khá là lỏng lẻo này. Cần phải có sự siết chặt hơn thì nó đánh ok được, chứ cái vùng này nếu mà không ok thì các anh chị chúng ta cũng hạn chế chúng ta mua mới với đối với mã cổ phiếu này nhé.
BVS cũng vậy, BVS cũng tương tự như vậy ha. Rồi, chúng ta có đến GAT đó đi. GAT cũng đang có một cái phiên hôm nay gọi là phiên test cung của GAT này. Thì cũng kỳ vọng là GAT nó sẽ đi ngang vùng này để nó tích lũy lại gần vùng đỉnh ha. Nhưng mà cổ phiếu nào mà trong VN30 thì em vẫn đánh giá là gần vùng đỉnh thì nó sẽ đang có những cái tín hiệu nó tích lũy lại và nó chờ những cái tín hiệu mà cân bằng trở lại của lượng cung và lượng cầu ở gần vùng đỉnh, và sau đó sẽ đồng loạt giúp cho thị trường chúng ta vượt được vùng 12. Đấy. Rồi, MWG hôm nay MWG cũng đang có những cái tín hiệu cũng tương đối là ok đấy các anh chị. À, đã quay về nó test lại cái đáy ở vùng 133.133 rồi này, và nó bắt đầu nó kéo lên và sau đó lại tiếp tục kéo lên như thế này. Những cái tín hiệu này là tương đối là ổn đối với lại MWG. Thì chúng ta sẽ quan sát cái mã cổ phiếu này trong những cái nhịp tới đây, khi mà nó có tín hiệu mà nó sẽ bứt phá ra được vùng 138 nhé. PNG sao? PNG vẫn đang chưa có nhiều cái tín hiệu mà nó sẽ có những cái nhịp mà nó bứt được cái vùng 88 này, 87-88 này, thì các anh chị chúng ta cũng có thể tiếp tục chúng ta chờ đợi được nhé. Rồi, chúng ta qua đến dòng VIN đi. Hôm nay VIN thì hôm nay VinHome bị đè. Hôm nay nhìn chung là dòng VIN bị đè rất mạnh. VinHome như vết ha. Bị đè rất là mạnh, cho nên là cái điểm chỉ số thì chúng ta cũng bị dao động rất là lớn. Đó. Thì, nhìn chung là VinHome thì đoạn này em vẫn đánh giá rằng là nó là đang là cái con mà điều tiết chỉ số thị trường rất là lớn ha. Điều tiết chỉ số thị trường rất là lớn, đây vùng này có khả năng là nó quay về nó test lại vùng giá 100 này này, khả năng nó quay về nó test lại vùng giá 100, nó có thể đánh hai đáy ở vùng này này, đây ha, hai đáy ở vùng này này, nó về nó test cái đáy lần thứ hai đấy, và nó sẽ tiếp tục nó đánh lên. Đó. Rồi, VIX thì cũng vậy ha. VIX này cũng vậy. Thì nhìn chung rằng là đoạn này VIX nó vẫn đang đi ngang thôi, vẫn có tín hiệu đi ngang thôi. VRE thì sao? Hôm nay VRE cũng có một số anh chị chúng ta cũng có thể lên tàu được VRE với vùng giá là dưới 35. Thì hôm nay em cũng có báo với lại room cộng đồng là trình trạc của VRE cũng tương đối là đẹp đấy. Thì các anh chị chúng ta cũng có thể lên với vùng giá dưới 35. Chúng ta cũng kỳ vọng rằng là VRE nó sẽ tiến về lại vùng đỉnh đâu đó tầm 37-38 ha. Ở vùng này cũng kẹp hàng tương đối đấy. Ở vùng này cũng kẹp hàng tương đối này. Chúng ta cũng kỳ vọng là lên tới đây thôi ha, đánh lên tới đây thôi. Sau đó chúng ta chốt T cộng ha. Rồi, chúng ta qua đến một số mã cổ phiếu khác trong dòng phân bón trước đi. Hôm nay phân bón DCM lại tiếp tục tăng trần. Thực sự cái mã cổ phiếu này là khá là kia, khá là phải nói là cái nhịp này như gọi là cái nhịp gãy nền vũ này. À, cái mô hình này là cái mô hình gãy nền vũ này, đang tạo nền đây này. Gãy xuống ha. Gãy cũng khá là sâu về lại cái nền dưới đây và tiếp tục tích lũy lại và phần tiến lên. Đây là những cái điểm mua lại của đối với mã cổ phiếu này, đây là những cái điểm mua lại này. Đấy, và nếu như mà các anh chị ta mua đúng ấy thì các anh chị ta cũng đang lãi đâu đó tầm khoảng 17% rồi. Đây cũng là mã cổ phiếu rất là tốt. À. Rồi thì em cũng có nói với các anh chị rằng là nếu như đây cũng là cái mã cổ phiếu mà cái về và cái cơ bản cũng như là hoạt động kinh doanh của DCM nó rất là tốt, thì không việc gì mà chúng ta nếu mà nó có những cái nhịp nó gãy như thế này thì cũng rất là nhiều anh chị nhà đầu tư nếu mà không kịp bán ở đây, em cũng đã có khuyến nghị rằng là các anh chị chúng ta cứ nắm giữ đi, là hồi thế nào nó cũng về lại cái vùng đỉnh của nó, hôm nay còn cả vượt cái đỉnh luôn. Đấy, thì nó cũng sẽ rất là ok nhé. Thì có DBM thì nó yếu hơn, DM thì nó yếu hơn chút xíu, cái vận động cũng tương tự nhưng mà cái dòng tiền nó lại không thu hút bằng hàng DCM. Đây các anh chị thấy khác không ạ? Anh chị thấy khác không ạ? Đấy. BFC thì nó cũng rất là ok đúng không? BFC cũng vượt được cái vùng đỉnh của nó rồi. Mà bây giờ mới thấy rất là cái đòn đạn Phú Mỹ là cái con nặng nhất. BFC với DCM. Thì cái vùng này ngày mai nếu như mà DCM nó tăng một cái gap up lên đâu đó vùng 16.3, 16.5 thì các anh chị chúng ta nên canh chúng ta chốt đi. Em nghĩ là nên canh để chúng ta chốt đi, bởi vì nó đã tăng như thế này, 3 cây như thế này, 4 cây như thế này rồi ha. Tăng 4 cây như thế này rồi thì rất có thể là ngày mai sẽ gặp áp lực chốt lời cũng tương đối đấy nhá. Rồi BFC cũng tương tự như vậy, ngày mai nếu mà có tăng và tạo cái gap up lên đâu đó vùng 20.7 hay là 21 thì các anh chị chúng ta nên chốt lời đi nhá.
Rồi dòng chứng khoán thì con VIX này lại tiếp tục tăng trần. Thật sự là cái con này như cái con bo cung rồi đấy, và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên rất là mạnh, và khả năng là nó đang chạy cái nhịp sóng, hay là sóng khả năng là sóng thứ ba của nó này, nó sẽ còn đang rất là mạnh đấy. Các chị thấy vô nó bắt đầu lớn không? Vô nó lớn, nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó xả đấy. À, nó tăng lên để nó xả, nó kéo lên để nó xả. Đó, thì các chị chúng ta cũng phải ăn, chúng ta nương theo được. Còn hiện tại em vẫn ưu tiên cái việc nắm giữ đối với mã cổ phiếu này, nếu mà các chị chúng ta có nắm giữ ha. Rồi, chúng ta có HCM hôm nay cũng là một cái phiên test cung cũng tương đối là ổn ở cái phần nhịp phục hồi thứ nhất này. Đấy, ở vùng này ha. Quanh vùng này đang có những cái phiên test cung cũng tương đối là đẹp. Hôm nay VCI cũng chưa có nhiều tín hiệu đẹp, nhưng mà nhìn chung rằng là nó đã tích lũy cũng đã khá là lâu rồi này. Tích lũy cũng đã khá là lâu rồi thì nhìn chung là cái mẫu hình này cũng tương đối là ổn để các anh chị chúng ta cũng có thể tham gia đối với VCI. Rồi VND thì sao? VND hôm nay cũng tương tự như vậy, nhưng mà VND thì nó lại test về hơi sâu một chút xíu. À, test về hơi sâu một chút xíu. À, nhìn chung là nó cũng ổn thôi, nhưng mà nó cần phải có những cái nhịp dòng chứng khoán thì nó cần phải có những cái nhịp mà nó tích lũy thêm trước khi nó có những cái tín hiệu mà nó vượt được cái đỉnh hẳn này. Em nghĩ tầm chắc khoảng tầm 3 đến 4 phiên nữa, 3 đến 4 phiên nữa thì mới đến cái nhịp của dòng chứng khoán. À, HCM BS thì cũng về đó rồi. SBS thì cũng đang có một viên test cung tương đối là ok này. SSI hôm nay cũng test giống như thằng VND. À, rồi SSI cũng test giống như VND, và em vẫn còn đang tiếp tục nắm giữ đối với lại SSI, chứ không việc gì mà chúng ta bán ra đối với những cái mã cổ phiếu này. Và em sẽ chờ ha, chờ những cái tín hiệu mà nó vượt được cái vùng đỉnh này thì em sẽ cho gia tăng, vượt được cái vùng 36 là sẽ cho gia tăng. Đấy. Rồi, chúng ta qua đến mã cổ phiếu khác đi. Trong dòng VN30 thì có nãy có nói VN30 rồi ấy nhỉ. À. Rồi, còn một số mã khác trong xây dựng. Xây dựng hôm nay con HBC. Hôm nay HBC cũng gần là tiến về lại vùng đỉnh cũ của nó này, vùng 19 ha, quanh vùng 19 thì cũng gặp áp lực chốt lời cũng tương đối đấy. Nhưng mà nhìn chung là cái vol ngày hôm nay là các anh chị chúng ta cũng có thể tiếp tục nắm giữ và chờ vượt được cái vùng đỉnh này, và nó sẽ tiến ra được vùng 20. Vượt được 19 thì sẽ lên được vùng 20 sớm thôi ha, cũng rất là ok. Rồi, còn những mã nào không nha? Bán lẻ thì hôm nay không có nhiều đặc sắc ha, hôm nay bán lẻ cũng bắt đầu chững lại rồi. Ừ. Bán lẻ hôm nay có những cái nhịp chững lại rồi. Ừ, FPT hôm nay cũng là một cái phiên test cung lại này, FPT ha. Rồi còn mã nào không nha? Nhựa thì có nhựa Tiền Phong. Rồi, cũng đang có những cái phiên test cung cũng tương đối là đẹp. À, còn bên khu công nghiệp, đúng rồi. Bên khu công nghiệp chúng ta có Long Hậu. Ôi rồi, Long Hậu phải nói là quá xuất sắc luôn đấy. Đấy, bữa giờ cũng chú ý Long Hậu nhưng mà lại tụt mất cái con này. EZC nữa này, EZC cũng đã vượt được cái vùng đỉnh này. Đấy, EZC ha. Rất là ok. T2D cũng có cho những cái điểm giải ngân ở vùng này nhưng mà em cũng không có tham gia. Tiếp tiếp đây, tiếp là cũng đã mô hình hai đáy này, các anh chị thấy không ạ? Hai đáy này, à, test lại đáy thứ hai và tiếp tục tăng lên, và hôm nay cũng là cái phiên gọi là vol thì nó đạt, nhưng mà về cái phần mà tăng giá thì nó lại không có ổn cho lắm. À, về cái phần tăng giá thì nó không có ổn cho lắm, thì các anh chị chúng ta cũng nên canh, nếu như mà ngày mai nó không vượt được cái vùng 52 này thì nếu mà các anh chị chúng ta có lãi thì chúng ta nên chốt đi nhá. Rồi còn các mã cổ phiếu nào mà em chưa có review cho các anh chị chúng ta, hoặc là chưa có nhắc đến trong cái video ngày hôm nay, thì các anh chị chúng ta vui lòng để lại cái bình luận, để lại cái bình luận về các mã cổ phiếu giúp cho em ha. Thì đấy, hôm nay cũng có một chị chắc cũng bức xúc về cái việc mà nâng lô lên 1.000 điểm này là giải pháp tồi đấy, thì cũng cũng khá là đồng cảm với các anh chị nhà đầu tư, đúng không? Thì em cũng là một nhà đầu tư cá nhân thì cũng với số vốn cũng tương đối thôi chứ không có quá là nhiều đấy, và chúng ta phải chịu những cái thiệt thòi như vậy đến từ cái việc mà không có gọi là cái hệ thống nó cù bắp hệ thống của sàn Hồ Chí Minh nó cù bắp đấy. Rồi thì nếu mà các anh chị ta còn thắc mắc về các mã cổ phiếu mình đang nắm giữ thì vui lòng để lại cái mã cổ phiếu ở dưới phần bình luận giúp em nhé. Rồi thì xin kính chào lại các anh chị nhà đầu tư trong những cái video tiếp theo. Xin chào lại các anh chị.